Xin chào quý anh chị đang xem YouTube Này là cuối tháng 2 âm lịch nè. Bông đa phúc trổ. Hàng mai giống nhỏ nè, bông bự. Siêu bông. Đa phúc là phân thuốc đủ á. Bông nó màu còn đậm hơn cả siêu bông nữa. Siêu bông thì màu nó tươi. Đa phúc và siêu bông. Cây giống nhỏ. Mỗi hoa mỗi nét. Chúng ta xem. Dảo á, loại mai dảo nè, đa phúc siêu bông, đa phúc à, số lượng cánh hoa thì đa phúc có vẻ nhiều hơn á, và cái hoa nó nhăn nhăn á, cánh nó xếp nhăn nhăn nè, còn siêu bông thì cánh thẳng á, cánh nó dùng cánh mỏng, đa phúc cánh dày hơn. Nói chung là trổ bông gì á, chứ đổ nguyên cây thiền nào cũng đẹp đó. Đặc tính là nó dễ nở nên được anh em sưu tầm nhiều quá, chơi nhiều. Đa phúc này mình chơi đã được 3 năm rồi đó. Màu của nó nói chung không có đậm đà, không đậm đà như Thủ Đức, không đậm đà như Phú Tân, mà được cái nở rất là đều á. Làm nụ lẹ lắm. Đa phúc nụ thường thường Tết cũng có nụ quá. Bông nè, bông Phú Tân kế bên nè, Phú Tân, Phú Tân sò với siêu bông á. Phú Tân á, Phú Tân thì màu nó đậm hơn. Phú Tân tại vì nó nở đều quá, bông không có to, còn nở bông gió thì nó thấy cũng to. Phú Tân mà so với đa phúc, chúng ta xem ba mặt hoa. Phú Tân đang cầm trên tay nè, đây là siêu bông, đây, ngắt bông siêu bông. Siêu bông này màu nó rất là tươi, nhìn cái bông như bông mướp vậy. Đây, bông Phú Tân nè, bông đa phúc á, ba cái bông này. Đa phúc á, siêu bông, Phú Tân, chung nuôi đủ lực thì bông nó cũng gần gần cỡ như nhau á, tại vì những cây đa phúc nè, những cây siêu bông ta ghép cái gốc lớn á, bông lúc nằm ra thấy cũng bự á, còn ghép cái gốc nhỏ thì bông không có bự á. Vì lại mình đi mấy cái chợ Tết rồi đó, những cây siêu bông, cây đa phúc à đó, thì mà bông nhiều quá thì mình cũng thấy bông nó nhỏ á. Nói chung là giống một phần, một phần phải do chăm sóc nữa ha. Chỉ ngoài nắng á, cái màu nó tươi nó đẹp á. Đó, vô trong mát, trong mát ta mới thấy nào đậm hơn nào. Phú Tân, siêu bông, đa phúc. Ở ngoài kia có một bông đa phúc nó nở qua. Đa phúc nở ngang qua, rộng cánh này. Đây có bông Phú Tân nở ngày hôm qua. Phú Tân nở ngày hôm qua.
cái hoa vẫn giữ á, giữ nét, ít cánh thôi, 8 cánh thôi, 8 cánh, 9 cánh thôi, số lượng cánh không có nhiều. Chụp cái nào cũng đẹp ra nha. Phú Tân, Phú Tân thì màu đậm nhất á. Cái đó là Đa Phúc nè, bông này thấy cũng đậm. Siêu bông thì rất là tươi, nói chung là nở rộ nguyên cây thì chúng ta thấy rằng siêu bông này nó rất là đặc á. Bông nào cũng đẹp á. Cái nhị hoa, nhị hoa, nhị hoa của con Đa Phúc này thấy nó cái râu nó nhiều quá. Phú Tân cũng nhiều, thấy siêu bông thì cái nhị hoa nó không có nhiều quá. Anh em tham khảo ba mặt bông lúc sáng sớm lúc nở đẹp nhất á. Đặc điểm nhận dạng á, đây là mặt hoa. Đa Phúc thì cánh nó dày, cái là Phú Tân, còn cánh siêu bông là cánh mỏng nhất á. Siêu bông thì màu nó sáng nó tươi, cái đến là Phú Tân. Đa Phúc thì không có tươi bằng, màu hoa nó tươi, cái phơm hoa nó tươi nữa. Nhiều cái nào cũng đẹp á. Nở ngày thứ hai, chung đây mấy cái mai dảo con á, giờ nó ở mình Bình Lợi ở Long An nào đó, dảo con á, có cách ngàn cây á, cái ngàn cây cả triệu cây không chừng. Đó, dảo con thì người ta lấy, người ta ghép ra giống như cây mẹ của nó. Giờ ngoài tự nhiên có những cây dảo con rất là đẹp á, ta lấy ghép ra thì được giống nữa ha. Rồi, đặc điểm nhận dạng lá nè, cho anh em nào mới chơi tham khảo. Lá của thằng siêu bông á, thì nó tựa tựa như lá dảo Bến Tre, thon dài xanh đậm. Lá siêu bông á, thon thon dài dài, cái gân nhìn nó lạ lạ, gân nhiều á, gân nổi lên rất là nhiều. Còn lá của Phú Tân á, lá thon dài, mà lá Phú Tân cảm thấy giác là nó dày á, cái lá nó dày hơn lá siêu bông. Nói chung là màu xanh nó khác khác á. Còn lá Đa Phúc á thì hơi bầu bầu á, lá cây mai Đa Phúc hơi bầu bầu dày. Hoa nào cũng đẹp á, được cái là ba thằng này thì nở rất là đều á, tới Tết thì nở rất là đều đó. Cái chân mấy cây á, chơi mấy năm nay rồi, nở rất là đều á. Bông nó thì nó tươi ở ngoài nắng tươi khoảng chừng 2 ngày thôi, trong mát có thể được 3 ngày đó, nhưng mà nở truyền á, may ghép mà nở truyền đủ lực, bông hết đợt này tới đợt khác á. Nên mình cầm cái cây may ghép này mình có thể chơi hoa trong vòng tuần lễ á. Nếu mà cỡ 27 nó nở là cỡ mùng 4 mùng 5 á thì nó mới hết bông á. Cái này Tết gì rồi mình chơi á, sau đó cũng gần 10 ngày á. Nè, này giới thiệu anh em ba giống mai dảo. Mặt hoa, lá. Đó, giờ nó đậu trái là chúng ta lấy hộp, chúng ta ương lên, chúng ta được cây mai siêu bông con á. Hộp
ương lên, có thể nó đẹp hơn bố mẹ nó, đẹp hơn cây mẹ của nó, có thể không bằng. Đó. Còn ghép ra thì giống như cây mẹ đó. Bông mà cây đa phúc nè, bự luôn á. Có cây bông cúc nè, cúc mà bông to như bông giáo vậy. Chủng lai đủ loại ra á. Cúc mà hoa to như hoa giáo vậy nè. Rồi, này giới thiệu anh em ba cái giống mai á. Đó. Người ta anh em hỏi có nên ghép hay không á. Đó, thì anh em tham khảo á, đó, mình đi chợ Tết rồi, người ta ghép được mấy cây, người ta chào bán cây mấy trăm triệu, có thậm chí bán cây có cây cả tỷ đó ha. Đó thì cây anh em nhà có gì đâu mà không dám ghép á. Đó, người ta mạnh dạn tay ghép, người ta chơi biết bao nhiêu năm nay rồi, đa phúc nè, chơi đây 3 năm nay nở rất là đạt. Phú Tân thì mình chơi đây ở nhà cả chục năm nay rồi. Đó, Phú Tân Thủ Đức thì hỏi nói, siêu bông thì người ta chơi cũng cả chục năm rồi á, ghép những cây lớn tiền á. Bây giờ chúng ta đi sau thì chúng ta coi cái mẫu á, ta làm ta cho thuê được, bán được, chơi được á, thì ta bắt chước ta làm á. Khi anh em cứ chần chừ so sánh hoài. Đó, so sánh khi cánh mỏng. Chung cái nào cũng có ưu điểm á. Nào cũng có ưu điểm, nào cũng có nhược điểm đó. Đó, muốn toàn vậy thì chúng ta chơi bông giả. Đó, bông thật cái nào cũng có ưu điểm, cũng có nhược điểm đó nha. À, coi mấy cái mẫu ta bắt trước á. Rồi, giới thiệu anh em là cây siêu bông. Cây đa phúc. Cây Phú Tân á. Riêng thêm dòng Thủ Đức ra những cái giống mà chơi bền, đặc biệt ba giống này thì rất là dễ nở, nở rất là đều. Đó, còn mặt còn ở ngoài thì tự nhiên thì có những rất nhiều giống mai đẹp á, như dảo gai nè, đó, dảo Thủ Đức nè, dảo Tân Châu nè. Đó, còn ba giống này mình thấy người ta làm đại trà rất là nhiều á. Anh em mới chơi thì thấy người ta làm gì thì bắt chước á. Ai cũng vậy, thấy người ta làm hay lá quá, đẹp quá thì bắt chước theo thôi, chứ có gì đâu. Mình cho quay bài cái này cho anh em tham khảo. Đó, chúng ta cứ mạnh dạn ta bắt tay chúng ta làm á. Thêm chăm sóc nữa là có cây chơi, có cây bán. Rồi, chúc anh em ngày mới tốt lành.